Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với câu chuyện ngày hôm nay của Phát Freestyle. Trong loạt trận FIFA Day vừa qua, tuyển Đức đón nhận một cái kết chẳng lấy gì làm vui vẻ khi họ thất thủ 2-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ ngay tại sân nhà. Là chủ nhà của vòng chung kết Euro 2024 sang năm, dĩ nhiên kết quả này khiến cho các cổ động viên của Cỗ Xe Tăng rất nóng mắt. Sau hai trận thắng đầu tay, tân huấn luyện viên Nagelsmann đã hiểu sức ép của người tiền nhiệm khi để thua đối thủ bị đánh giá thấp hơn ngay tại sân nhà. Nhưng các cổ động viên của Đức chẳng biết nên buồn hay vui khi cựu thuyền trưởng của Bayern Munich vừa khai phá ra một vị trí mới cho Kai Havertz, một trong những cầu thủ tài năng nhưng khó dùng nhất mà bóng đá Đức sản sinh ra. Nagelsmann xếp cầu trò của mình đá vị trí hậu vệ trái. Xin nhắc lại, hậu vệ cánh trái. Trong vai trò mới, Kai Havertz kết hợp với Jonathan Tah, Antonio Rüdiger và Hendricks tạo thành bộ tứ ở hàng thủ phía trước thủ thành Kevin Trapp. Khu vực trung tuyến là sự kết hợp giữa Joshua Kimmich và Ilkay Gundogan. Trên hàng công thì Leroy Sané, Florian Wirtz đá sau bộ đôi Julian Brandt và Niklas Füllkrug. Thưa quý vị, và rất ngạc nhiên là Kai Havertz lại trở thành một trong cầu thủ chơi tốt nhất bên phía Đức dù họ thất bại. Anh đã chọn 90 phút, chạm bóng 64 lần, có 2 quả tạt, phá bóng 5 lần, đánh chặn 2 lần, tắc bóng 1 lần, mất bóng 17 lần, mở tỷ số ngay ở phút thứ 5. Vâng, từ đường xẻ cánh của Benjamin Hendricks, Leroy Sané băng xuống bên phía cánh phải rồi truyền ngang cho Kai Havertz đá nối chân phải, chéo góc, hạ gục thủ thành biên chế của Manchester United, Bay India. Thật kỳ quái là khi được xếp ở một vị trí trên hàng tấn công, từ tiền đạo cắm, tiền đạo ảo, hộ công cho tới tiền vệ công, Kai Havertz chật vật khổ sở trong việc tạo ra dấu ấn. Còn khi được đá vị trí hậu vệ trái, một vị trí hoàn toàn trái sở trường, anh sút một phát ăn ngay. Mặc dù vậy, chính Kai Havertz là người đã để bóng chạm tay từ quả tạt của Sarri ở phút thứ 68. VAR đã được áp dụng, dù đây chỉ là một trận giao hữu. Sau khi ra ngoài biên xem lại băng ghi hình, trọng tài Frankowski đã cho Thổ Nhĩ Kỳ hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Yusuf Sarri đã sút chìm về góc phải. Kevin Trapp dù đoán đúng hướng, thậm chí chạm cả tay vào bóng, nhưng không thể cứu thua. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi liền hai bàn để dẫn ngược lại Đức ngay trong hiệp 1. Phút thứ 38, từ đường chuyền dài của trung vệ có cái tên tương đối khó nhớ, Baraki, thì một cầu thủ khác có cái tên khó nhớ không kém gì, đó là Kadioglu, đã khống chế gọn gàng, dẫn vào vòng cấm rồi sút vào góc gần. Đến phút bù giờ thứ hai, Thổ Nhĩ Kỳ lại sẽ lấy Đức theo kịch bản tương tự. Thưa quý vị và các bạn, Yahan đã rót bóng vào trong vòng cấm đến vị trí của Yedid, số 19 căn chỉnh rồi cứa long căng về góc xa, đưa bóng dội xa vào lưới. Thật sự thì cũng khó trách Kai Havertz khi mà vị trí đi đấu bị thay đổi quá đột ngột, đang trên hàng công lại phải đứng tít tận trên sân nhà. Nhưng đó là sự bỡ ngỡ và lúng túng mà bất cứ ai cũng có thể gặp phải. Thưa quý vị và các bạn, kéo lên Messi thiên tài về đá hậu vệ trái thì cũng khó khăn như vậy thôi. Nếu thực sự nghiêm túc với một vị trí mới, Kai Havertz hoàn toàn có thể tập luyện thêm để nâng cấp khả năng phòng ngự của mình. Tôi không nghĩ đó là một sự mạo hiểm dành cho cậu ấy, nhưng đó sẽ là một cơ hội rất lớn để có thể đóng góp vai trò quan trọng ở Euro. Kai nói rằng cậu ấy muốn làm điều đó, muốn thử chơi ở vị trí không quen thuộc. Và cậu ấy đã làm rất tốt đấy chứ. Kai không phải lúc nào cũng đá ở vị trí này. Tôi đang có một ý tưởng tuyệt vời và Kai làm cầu thủ xuất sắc. Đây là lựa chọn rất tốt. Kai sẽ không thi đấu như một hậu vệ trái cổ điển. Trong khi đó, các cổ động viên thì phấn khích vô cùng với vị trí mới của chàng trai 1m93 này. Arteta nên học tập ngay phương pháp sử dụng Kai Havertz đã có rồi đấy. Arteta sắp nổi cơn điên loạn sau kỳ nghỉ ngắn của FIFA Day. Hiện Arteta làm cái quái gì với Kai Havertz vậy? Tôi vừa chứng kiến Kai Havertz ghi bàn. Chú ơi, điều đó vừa thực sự xảy ra. Thậm chí không ít các cổ động viên của Arsenal đã lên tiếng gợi ý huấn luyện viên Mikel Arteta nên khai thác Kai Havertz theo những gì mà Nagelsmann vừa làm tại đội tuyển Đức. Phải chăng đây là hướng dẫn sử dụng của Kai công chúa? Hiện tại thì Zinchenko đang là hậu vệ trái của Arsenal, nhưng tuyển thủ Ukraine có xu hướng dâng cao đá như một tiền vệ vì anh thích di chuyển vào trung tâm. Zinchenko cầm bóng cực tốt, song đôi khi nhận thức và khả năng chọn vị trí phòng ngự của cầu thủ này cũng trở thành một vấn đề với pháo thủ. Tomiyasu từng không ít lần hỗ trợ Zinchenko, song cầu thủ này lại thiên về vai trò trung vệ hơn, hoặc nhiều nhất là vị trí hậu vệ phải. Tóm lại, pháo thủ đang thiếu một vị trí hậu vệ trái, người có thể mang đến lối đá tấn công trực diện hơn với khả năng chạy dọc biên ấn tượng. Vậy Kai có gì để trở thành một hậu vệ biên trái thuần túy? Trước hết là tốc độ, rất quan trọng nha. Trong đội hình của Arsenal thì Kai là một trong cầu thủ sở hữu khả năng vít gà ấn tượng nhất. Thêm một đặc điểm nữa của Kai Havertz, đó là khả năng nhận thức không gian rất tốt. Nhờ giỏi trong việc lựa chọn thời điểm để khai thác khoảng trống phía sau lưng hàng thủ và xâm nhập vào khu vực vòng cấm, cầu thủ CM99 sẽ mang đến những tình huống lên bóng linh hoạt, mưu mẹo, tinh quái dành cho lối chơi tấn công của pháo thủ. Hãy cứ thử tưởng tượng thế này. Trong một tình huống mà đối thủ đang dồn sự chú ý vào trung lộ và Kai như một bóng ma thoát xuống tấn công vào nách hàng thủ của đối phương thì cơ hội ăn bàn sẽ là rất lớn. Việc chơi ở khu vực hậu vệ trái sẽ khiến cho đối phương không còn quá chú ý trong việc kèm cặp Kai Havertz. Và đây sẽ là một con dao trong tay áo, một hướng ghi bàn độc đáo mà Arteta có thể sẽ rất thích. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha là người luôn đề cao một đội bóng có nhiều ngòi nổ, ai cũng có thể tỏa sáng, thậm chí là những người đá vị trí hậu vệ. Thêm một lý do nữa để Arsenal nên thử cách khai thác Kai Havertz.
đó là bởi Arteta cũng đã thử nghiệm cầu thủ này ở đủ mọi vị trí trên hàng công và chỗ nào cũng chẳng ổn. Từ được săn là một trong những tài năng trẻ hàng đầu của nước Đức, Kai Havertz đã sớm được các đội bóng lớn của châu Âu săn đón một cách rầm rộ. Và một trong số đó là Chelsea, câu lạc bộ đã chi ra số tiền khủng để mang anh về từ Leverkusen. Nhưng trong quãng thời gian thi đấu trong máu của The Blues, những gì người ta nhớ nhất về Kai Havertz có lẽ chỉ là khoảnh khắc anh ghi bàn vào lưới của Ederson trong trận chung kết Champions League với Manchester City. Còn lại thì bóng đá mà ngôi sao người Đức thể hiện là vô cùng nhạt nhòa, và đó cũng là lý do mà anh phải khăn gói đến với Arsenal. Nhưng trong nội tại của pháo thủ có rất nhiều ý kiến phản đối việc mang Kai về đội. Ngay cả những cổ động viên cũng tỏ ra khó hiểu khi Mikel Arteta chốt sổ thương vụ này rất sớm. Và thật sự thì cho đến nay những lời đàm tiếu dị nghị rồi loanh quanh qua loa của các cổ động viên là hoàn toàn có cơ sở. Dù đến đội với vai trò là đầu tàu nơi hàng công, nhưng mùa giải đã đi qua 1/3 chặng đường, ngôi sao người Đức mới chỉ có vỏn vẹn một bàn thắng, nhưng nó đã đến từ chấm phạt đền ở Premier League. Arteta đã dùng mọi cách thử mọi kiểu, song dường như Kai Havertz đang trở thành một bài toán có khó. Cần phải nói thêm rằng, ngay từ những trận đấu giao hữu hồi mùa hè, người ta bắt đầu đã quan ngại về Kai Havertz bởi có những pha bóng anh bỏ lỡ rất khó tin. Ngoài ra sự kết nối của anh với các đồng đội là cực kỳ tệ. Kai vốn thi đấu rời rạc và đã rất nhiều lần Mikel Arteta lên tiếng bảo vệ cậu trò của mình khi cho rằng tiền đạo người Đức chỉ vừa mới đến đội và cần thời gian để thích nghi. Đến nay thì cũng đã hơn 3 tháng, nhưng nếu nhìn vào màn trình diễn của Kai Havertz với những trận đấu đã qua, người ta cũng chẳng nhận ra sự thích nghi được cải thiện là mấy. Trái lại, dường như sự khập khựng trong lối chơi của Kai Havertz còn khiến những đợt tấn công của Arsenal bị chậm đi vài nhịp. Mặc dù vậy, mức phí chuyển nhượng lên tới 65 triệu bảng khiến cho Arteta lúng túng không biết xử lý trường hợp này ra sao. Bỏ thì thương mà vương thì lại tội. May quá, huấn luyện viên Nagelsmann lại vừa gợi ý cho Arteta cách dùng Kai Havertz cực kỳ dị ở vị trí hậu vệ trái. Trong thời gian tới, Arsenal chắc chắn sẽ có thêm những sự bổ sung chất lượng. Pháo thủ đang nhắm tới Ivan Toney của Brentford để nâng cấp hàng công. Họ còn muốn đưa về thêm Ruben Neves và thậm chí là Florian Wirtz để có thêm nhiều lựa chọn tốt ở khu vực giữa sân. Theo tờ The Sun dự đoán, thì đội hình của Arsenal mùa tới khi có thêm ba tân binh kể trên, đồng thời Kai Havertz đá hậu vệ trái, thì sơ đồ 4-3-3, Ivan Toney sẽ chơi bên cạnh Gabriel Martinelli và Bukayo Saka trên hàng công. Ở hàng tiền vệ, Declan Rice sát cánh cùng Ruben Neves và Florian Wirtz. Ở hàng thủ, Kai Havertz đá vị trí hậu vệ trái, bên phía cánh đối diện là Ben White. Ở vị trí trung vệ, Gareth tiếp tục sát cánh cùng Saliba trước khung thành của David Raya. Thậm chí, vị trí của đội trưởng Martin Odegaard cũng sẽ bị cạnh tranh rất gắt gao nếu như nhìn vào sơ đồ trên. Hy vọng rằng đây sẽ là cách để cứu quả bom tấn này hết xịt. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại câu chuyện ngày hôm nay của Arsenal, của Fat Freestyle. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo của chúng tôi. Yeah!